Minh Hằng hạnh phúc đón sinh nhật muộn cùng dàn sao Việt và người hâm mộ. Dù đã qua sinh nhật được ít ngày, nhưng Minh Hằng vẫn vô cùng hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình trong buổi offline mới đây. Chiều tối ngày 26 tháng 6, Minh Hằng đã có một buổi giao lưu thân mật với người hâm mộ để cùng đón tuổi mới. Có mặt chúc mừng nữ ca sĩ là những người bạn của cô trong làng giải trí như Hoàng Thị Linh, Trịnh Thăng Bình, Khả Ngân, Rocker Nguyễn, v.v. Dù đã qua ngày sinh nhật chính thức của Minh Hằng vào ngày 22 tháng 6, nhưng không khí diễn ra buổi offline vẫn vô cùng vui vẻ, thân mật và ấm cúng. Minh Hằng hạnh phúc đón tuổi mới trong sự chúc mừng của rất đông người hâm mộ. Nữ ca sĩ rất xúc động trước tình cảm mà các fan dành cho mình. Minh Hằng chọn một bộ váy nổi bật. Có mặt chúc mừng Minh Hằng là người bạn thân Hoàng Thị Linh. Mẹ của cô cũng đến chúc mừng con gái. Ngoài ra, buổi offline còn có diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Minh Hằng gửi đến người hâm mộ những ca khúc hit của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!